Vâng, anh sẽ được kính chào toàn thể các quý vị và các bạn tiếp tục quay trở lại với kênh của Vượng Hạnh TV nha. Lần đầu tiên thì uh, cho phép Vượng Hạnh xin được gửi lời chúc sức khỏe cũng như là lời chào trân trọng tới toàn thể các quý vị và các bạn. Xin được kính chúc cho tất cả mọi người có thật là nhiều sức khỏe, luôn được hạnh phúc và bình an trong cuộc sống như mọi người. Tiếp tục từ ngày hôm nay thì Vượng Hạnh TV xin được cập nhật một số cái thông tin liên quan tới đàn gà con anh Mệnh Quỳnh. Thì uh, như tất cả chúng ta ai cũng biết tại cái live show phòng trà đồng giao vừa qua cũng là cái buổi live show cuối cùng của anh mạnh quỳnh tại việt nam và cũng đã kết thúc cái buổi live show đó thì kính thưa quý vị tất cả những cái live show mà anh mạnh quỳnh về việt nam thì chúng ta cũng đều biết rồi đúng không ạ cũng đã thành công rất là tốt đẹp trong cái thời gian này thì chắc hẳn các quý vị sẽ không thể quên được những cái giây phút những cái mà đàn cả con cũng như là anh mạnh quỳnh đã thể hiện trong các cái live show vừa qua đúng không ạ? Đã mang lại cho tất cả chúng ta thật sự rất nhiều những cái niềm vui, nhiều những cái để cho chúng ta sẽ lưu lại và rất là nhiều những kỷ niệm đúng không ạ? Thì kính thưa quý vị, ngay sau khi cái buổi live show cuối cùng của anh Mạnh Quỳnh tại phòng trà Đồng Giao thì anh cũng đã nói và cũng đã tâm sự rất là nhiều liên quan tới chị Phi Nhung. Kính thưa mọi người thì anh Mạnh Quỳnh cũng có nói với uh, tất cả chúng ta ai cũng uh, biết rồi đúng không thưa quý vị bởi vì là có người nói rằng anh mạnh quỳnh mang tên tuổi của chị phi nhung tức là ra để uh, câu like câu view và sau khi anh mạnh quỳnh biết được rất là nhiều những cái thông tin đó thì uh, anh trong thời gian rất là dài anh cũng rất ít nhắc đến cái chuyện mà của uh, chị phi nhung thưa quý vị nhưng trong cái thời gian gần đây tức là trong cái buổi live show tại phòng trà đồng giao ấy thì anh mạnh quỳnh đã uh, chính thức lên tiếng và cũng đã nói rằng tội uh, mình sợ gì mà mình không nói yêu thì uh, nói yêu mà ghét thì nói ghét mà nhớ thì hãy nói là nhớ không phải lừa dối với lòng mình làm gì nữa và anh mạnh quỳnh sẽ tiếp tục uh, sáng tác cũng như là còn rất là nhiều bài hát hứa hẹn với quý vị uh, sẽ sáng tác về chị phi nhung rất là nhiều nữa thưa quý vị cho nên tất cả chúng ta À, trong thời gian vừa qua quý vị nghe rất là nhiều những cái ca khúc mà anh Mạnh Quỳnh hát về chị Phi Nhung đúng không mọi người? thì có một số nói rằng là anh Mạnh Quỳnh mượn tên tuổi để mà kiếm tiền để câu view câu like. thưa quý vị nói về tiền thì anh Mệnh Quỳnh chắc hẳn các quý vị biết chắc anh không thiếu tiền đâu nhưng để mà sáng tác hát về một người tri kỷ nó rất là tuyệt vời mà nó rất là khó sáng tác thưa quý vị nhưng anh Mệnh Quỳnh vẫn cố gắng trong thời gian đó cũng đã sáng tác ra rất là nhiều những ca khúc rất là hay về chị Phi Nhung. Cái việc đó thì chúng ta phải rất là đáng mừng vì đó là người tri kỷ của chị Phi Nhung đúng không mọi người? Còn cái buổi tối ngày hôm qua sau khi tại phòng trà Đồng Giao kết thúc, thì anh Mạnh Quỳnh cũng nhận được về rất là nhiều những cái sự uh, uh, chúc những cái lời chúc sức khỏe cũng như những cái món quà cực kỳ ý nghĩa từ các fan hâm mộ từ uh, những uh, anh chị em bạn bè để chia tay anh mạnh quỳnh trong cái buổi live show tối hôm qua để anh trở về mỹ thưa quý vị sau khi à, kết thúc cái live show này thì anh mạnh quỳnh cũng có đăng tải một số cái dòng trạng thái như sau thì à, Vượng hạnh sẽ cập nhật cho quý vị chúng ta cùng nghe tất cả mọi số diễn đã thành công trong tháng 4 mạnh quỳnh xin được cảm ơn tất cả bà con cô bác trong và ngoài nước trong thời gian vừa qua đã luôn theo dõi và ủng hộ cho mạnh quỳnh cũng như ủng hộ cho tất cả đàn gà con. Thì uh, tất cả trong những live số đó thì cũng đã gặp gỡ rất là nhiều các quý vị, các quý ông bà cô bác anh chị, rất là nhiều người đã tặng cho Mạnh Quỳnh rất là nhiều những cái món quà ý nghĩa cũng như những cái ôm tình cảm trong thời gian vừa qua. Mạnh Quỳnh uh, xin được cảm ơn và chúc cho mọi người thật là nhiều sức khỏe, luôn được hạnh phúc và luôn được bình an may mắn trong cuộc sống. Thưa quý vị, đó là những cái lời mà anh mạnh quỳnh cũng đã đăng tải và gửi tới quý vị khán giả anh rất là chân thành cảm ơn quý vị rất nhiều trong thời gian qua đã luôn theo dõi và ủng hộ cho anh mạnh quỳnh thì đó là những cái lời tâm sự của anh mạnh quỳnh là như vậy cho quý vị còn về phần thứ hai mà vượng hạnh sẽ cập nhật đó là vấn đề liên quan tới bé tuyết nhung như mọi người bé tuyết nhung có đăng tải như sau tức là sau khi cái live show tại phòng trà đồng giao kết thúc thì uh, tất cả mọi người uh, Tuyết Nhung, Thi Ngân, Trường Sang cũng đã đăng tải những dòng trạng thái để cảm ơn tới quý vị. Sau đây thì Vượng hạnh sẽ cập nhật cho quý vị. Kết thúc show của mấy ba con chúng em, lời cảm ơn chân thành đến tất cả khán tính giả miền Bắc, Trung Nam đã luôn đồng hành và ủng hộ cùng mấy ba con của con. Trân trọng cảm ơn cả nhà rất là nhiều, cảm ơn ekip, gia đình, ekip của những chương trình vừa qua. Cảm ơn những người thầm lặng giúp đỡ cho à, tất cả đàn gà con cũng và ba mạnh quỳnh của các con đã được thành công tốt đẹp như vậy. À, các con sẽ luôn cố gắng trau dồi bản thân của mình để không phụ lòng tất cả những tấm lòng chân tình của quý vị đã dành cho các con. Cảm ơn anh à, Mết Úc Đăng Lê đã... À, họa mặt cho em những show vừa qua hì hì trời quá trời xinh xẻo luôn à, xin cảm ơn chúc cho mọi người có thật là nhiều sức khỏe mãi mãi được yên vui và bình an trong cuộc sống đó là những lời cảm ơn của bé Tuyết Nhung ngay sau khi cái show đồng giao phòng trà đồng giao kết thúc thì em ấy cũng đã đăng tải những cái dòng trạng thái và những cái bức ảnh rất là đẹp và cũng gửi lời cảm ơn sâu sắc tới toàn thể các quý vị khán giả và tiếp theo thì vượng hạnh sẽ cập nhật tiếp cái thông tin những của về bé thiên ngân cho mọi người bé thiên ngân cũng đăng tải như sau hôm nay là một ngày thật sự xúc động của bé cảm ơn khán giả cảm ơn cả nhà rất là nhiều em không biết nói gì hơn nữa em cảm ơn những bó hoa tươi thắm cảm ơn những cái bánh kem tràn đầy sự ngọt ngào của các anh chị các cô những món quà của người thân đặc biệt ở nơi xa. Đặc biệt là con cảm ơn cô Diễm uh, xưa rất là nhiều vì đã dành tình cảm đặc biệt cho con. Con không biết nói gì ngoài lời cảm ơn và sự trân trọng dành cho cô. Cảm ơn ekip đã luôn hỗ trợ nhiệt tình để cho uh, show của mấy cha con chúng em được thành công tốt đẹp. Cảm ơn từ trong ra ngoài cũng không hết luôn thưa quý vị. Cảm ơn đồng giao đã cho em cơ hội được đứng trên sân khấu ngày 14 tháng ngày 16 tháng 4 này trân trọng và vì sự yêu thương này em xin hứa sẽ sống thật tử tế, làm một người tử tế, là một ca sĩ tử tế và cố gắng mang đến cho khán giả những sản phẩm chất lượng và chỉnh chu nhất. Cảm ơn anh Đăng Lê đã cho em hôm nay thật xinh đẹp như công chúa à, Lời cuối em vẫn muốn cảm ơn cả nhà nhiều 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 lắm đến bây giờ cảm xúc vẫn vẹn nguyên như vậy Chúc mọi người luôn mạnh khỏe thành công và vui vẻ và bình an trong cuộc sống thưa quý vị đó là những lời cảm ơn từ bé Thiên Ngân ngay sau khi cái live show kết thúc và tiếp sau đây thì Vượng Hạnh sẽ cập nhật một cái thông tin nữa liên quan tới em Trường Sang như mọi người Trường Sang cũng có những cái lời cảm ơn tới tất cả các quý vị và các bạn như sau ngay sau khi kết thúc live show đồng dao. Vậy là kết thúc chuỗi show uh, của mấy thầy, mấy thầy uh, trò và chú Mạnh Quỳnh Nguyễn. Một chuỗi show kỷ niệm nhiều niềm vui, tiếng cười, cả những giọt nước mắt, giọt nước mắt của sự hạnh phúc, giọt nước mắt của cái sự nhung nhớ và nhớ nhung giọt nước mắt của tình yêu thương của quý vị khán thính giả gần xa đã ủng hộ yêu thương chú và ekip đàn gà con. lời cảm ơn chân thành và sâu sắc nhất sang xin phép được gửi đến quý vị khán thính giả dù ở nơi đâu hay là bất kỳ nơi nào cũng dành thời gian quý báu của mình đến để ủng hộ cho chuỗi show vừa rồi. con xin cảm ơn thầy đã dìu dắt và dạy bảo tụi con. con xin cảm ơn mẹ Minh Trang và chị đại uh, thùy giang đã dẫn đoàn đi từ bắc trung nam uh, và lo cho tụi con rất là chu toàn cảm ơn người tình sân khấu bé nhỏ của tôi phạm tuyết nhung đã cùng nhau thăng hoa trên sân khấu em xin cảm ơn anh trai đăng lê đã giúp cho tụi em luôn luôn đẹp đẽ và sang trọng khi xuất hiện trước quý vị khán thính giả con em trường sang xin được gửi lời cảm ơn ban tổ chức uh, của các show diễn đã thực hiện chương trình để ekip của tụi con được mang những lời ca tiếng hát để phục vụ khán thính giả và đặc biệt là cảm ơn tất cả các khán thính giả trong và ngoài nước từ bắc vào nam khi chúng con diễn ở đâu là có mọi người ở đó để ủng hộ cho chúng con chúng con cảm thấy uh, vinh dự và cảm thấy cảm kích vô cùng lời cuối xin chúc cho tất cả mọi người thật là nhiều sức khỏe hạnh phúc bình an trong cuộc sống để tiếp tục mọi người sẽ ủng hộ cho sang cũng như đàn gà con cho chú mạnh quỳnh cho tất cả ekip để sau này chúng con sẽ diễn được tốt hơn xin trân trọng cảm ơn quý vị rất nhiều thì các quý vị có thể nghe thấy những cái lời của tất cả mọi người trong cái thời gian vừa qua đã luôn uh, uh, tức là mọi người đã theo dõi đàn gà con và trường sang rồi, rồi anh mạnh quỳnh thì tất cả đã công hiến cho quý vị thật là nhiều những cái ca khúc hay diễn cho các quý vị xem được nhiều cái màu nó đẹp khác nhau đúng không ạ và cũng đã gửi lời cảm ơn các quý vị khán giả rất là nhiều thì đó là những cái câu chuyện mà ngày hôm nay vượng hạnh muốn truyền tải đến cho các quý vị và xin cảm ơn quý vị đã luôn theo dõi và đồng hành cùng với vượng hạnh chúc cho các quý vị có thật nhiều sức khỏe hạnh phúc và bình an cho cuộc sống như mọi người mọi người xem xin hãy ấn đăng ký kênh like chia sẻ và cũng đừng quên nhấn chuông để ủng hộ cho vượng hạnh tv xin được cảm ơn quý vị rất nhiều chúc cho mọi người có một buổi tối thật là ấm áp vui vẻ bên gia đình nhé mọi người xin chào quý vị